Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta có thông điệp dự đoán cho tháng 9. Đó là trong tháng 9 thì bạn sẽ có gì, bạn sẽ đạt được điều gì. Hôm nay chúng ta có 3 tụ bài ha. Dự đoán tháng 9, bạn sẽ có gì? Các bạn tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3. Rồi, các bạn chọn nha. Ok. Xin chào các bạn tụ 1. Tháng 9 bạn sẽ có gì? Bạn để đây. Man, và mối quan hệ ha, trong tháng 9. Rồi. Các bạn sẽ có sự gặp gỡ, giao lưu với một người. Kangaroo, unsettled time, need to fly a hike. Tin vui cho các bạn nha. Đây là thời điểm, đây là một cái thời kỳ hạnh phúc á. Cái thời gian mà nó gọi là rất là tuyệt vời để cho các bạn tiếp tục lập thêm những kế hoạch để cho các bạn tiến về phía trước. Bởi vì đây gọi là thời kỳ dễ chịu, thời kỳ may mắn nha. Như vậy là trong tháng 9 nó là khoảng thời gian tốt để cho bạn có thể là suy nghĩ đến những cái vấn đề quan trọng trong cuộc đời. Bạn có thể lập kế hoạch cho những bước phát triển thêm nữa cũng được. Lập kế hoạch cho những việc quan trọng. Grasshopper, những tình huống đang ở trong sự cân bằng. Thì nó sẽ đòi hỏi cái việc đó là bạn xử lý một cách khéo léo. Ok. Như vậy là mối quan hệ. Tháng này là tháng của mối quan hệ các bạn ha. Và cái tình huống á, cho dù ban đầu nó là như thế nào, cho dù ban đầu nó là êm xuôi, tốt đẹp, hay ban đầu là có sự trigger nhau, có gây sự khó chịu cho nhau á, thì chỉ cần là bạn khéo léo xử lý, bạn vẫn có thể làm cho những cái vấn đề nó về lại cái sự cân bằng. Cho nên cái ban đầu á, là hợp hay không hợp nó cũng không quan trọng lắm nha. Tại vì nếu như các bạn khéo léo thì các bạn vẫn sẽ làm cho cái mối quan hệ đó nó phát triển theo cái xu hướng tốt. Clouds. Clouds là đang nói về những đám mây á. Ý nói là đám mây thì nó trôi liên tục mà. Cho nên thành ra là nó sẽ có những cái vấn đề mà bạn cứ để yên ha. Nó xuất hiện, nó có duyên nó xuất hiện với bạn. Rồi bạn cứ để yên á, là cái sự việc đó nó cũng trôi qua. Nó cũng trôi qua. Có nghĩa là có những sự việc nó hiển nhiên nó đến với bạn trong tháng 9, tự nhiên đến và trôi qua một cách tự nhiên luôn. Cái này hay nha mọi người. Tại vì khi cái đám mây trôi qua thì bạn sẽ thấy là ánh mặt trời xuất hiện á. Stop. Đây, you will be taken care. Cái thời gian, cho dù cái thời gian nó là cái thời gian khó khăn đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ là xử lý được á. Read well. Trời ơi, rất là mừng đây. Successfully, cái sự thành công đó, bạn vượt qua được cái vấn đề một cách thành công. Tháng 9 là tháng thành công của bạn ha. Tháng 9 nó không phải êm xuôi từ đầu đến cuối. Nó đòi hỏi bạn khéo léo trong các mối quan hệ. Nó đòi hỏi bạn đối diện với những cái vấn đề nó đến một cách tự nhiên. Bạn không cần kiểm soát nhiều, chỉ cần bạn giữ sự cân bằng. Chỉ cần bạn đối mặt với cái thời điểm mà mình có sự vất vả thì bạn vượt qua được cái tình huống một cách thành công xuất sắc. Seahorse. Bạn có đối diện với những vấn đề trong gia đình. Forest. Rồi các bạn có một cái vấn đề trong gia đình á, nó làm cho bạn cảm thấy là suy nghĩ nhiều,
chưa suy nghĩ được rõ ràng. Nhưng cái vấn đề này nó sẽ trôi qua một cách tự nhiên. Nghĩa là bạn đừng suy nghĩ nhiều, đừng kiểm soát nhiều, thì bạn sẽ thấy rõ cái vấn đề. Và cái vấn đề tự nó nha, sẽ có cái cách giải quyết của nó, tự nhiên sẽ giải quyết cho cái vấn đề này, chứ không có phải là cần bạn phải suy nghĩ nhiều để giải quyết đâu, mà là cứ để cái vấn bạn chỉ cần nhìn thấy nó thôi, nhìn thấy cái vấn đề thôi, thì tự nhiên sẽ có cách giải quyết cái vấn đề, mà đó có thể là vấn đề trong gia đình. Ok. Tháng 9, sự kiện cụ thể của tháng 9 ha. Rồi. Yeah. Nào, để ý này. Page of Pentacles. Mình thấy vật chất, tiền bạc sung túc nha mọi người. Những vấn đề ha, những vấn đề sống mà ăn mặc ở, mình thấy rất là sung túc cho bạn nha. Trời ơi, hơn sự mong đợi. Queen of Pentacles, có nhiều bạn cực kỳ may mắn luôn về tiền bạc vật chất. Bạn có thời gian để tận hưởng, bạn có thời gian để du lịch, bạn có thời gian để dành cái sự sung túc xa xỉ cho bản thân. Rất là dư dả về tiền bạc. Trời, 10 ly. Đúng là có nhiều bạn đang có vấn đề trong gia đình á, nhưng mà tự nhiên bạn cứ để thời gian nó diễn tiến thì bạn vẫn sẽ lấy lại được cái sự hạnh phúc trong gia đình. Ok, tùy mỗi bạn ha. Có bạn là gia đình lớn, là gia đình có cha mẹ, hoặc là gia đình nhỏ ha, là gia đình vợ chồng của bạn. Tùy mỗi người. Vua kiếm, kỵ sĩ xu, may mắn nhất cho bạn là vấn đề của tiền bạc vật chất nha. Tiền bạc có ổn định, chắc chắn, mạnh, bền bỉ, lâu dài, rất là sung túc nha. Bạn còn có chiến lược lâu dài nữa, tại vì do thứ nhất là bạn có tài năng lãnh đạo, hoặc là người phối ngẫu của bạn, tức là vợ hoặc chồng của bạn là có tài năng lãnh đạo, có tầm nhìn rõ ràng, có sự quyết đoán và có nguyên cả một kế hoạch lâu dài để mình làm việc, để mình tạo ra tiền á. Thậm chí ở đây mình còn thấy có nhiều bạn sẽ liên quan đến vấn đề của đất đai nữa. Mình thấy các bạn cũng có những cái khả năng tâm linh luôn nha, có sự hiểu biết rất là rộng. Yeah, Eight of Wands. Thật ra các bạn phát triển cái sự nghiệp lớn mạnh của các bạn, nó rất phụ thuộc luôn vào cái sự nhận thức tâm linh của các bạn. Tức là hiểu về chiều sâu nội tâm, hiểu về tâm lý con người, hiểu về cái tình người. Thì cái điều đó lại càng làm cho bạn phát triển công việc và tiền bạc một cách vững bền và lâu dài. Dạ, không biết mình giải thích như thế, các bạn có hiểu cái ý mình nói không ha? Tức là ví dụ như bạn tạo ra cái giá trị nè, tại vì bạn hiểu về cái tình người, về cái tâm lý nội tâm con người á, tức là bạn chú ý đến cái giá trị người thì bạn càng rất là phát triển về tiền bạc và công việc, nó sẽ đi với tốc độ nhanh á. The Magician, trời ơi, năng lượng gì? Ôi trời ơi, King of Pentacles. Ở đây nhiều cặp đôi, có nhiều cặp đôi các bạn á, đều giỏi ngang nhau. Tại đây có nữ hoàng xu, ở đây vua xu, vua kiếm, kỵ sĩ xu, nhân vật ở đây nhiều lắm. Rồi, ok, ở đây chúng ta có relationship chính xác ha, tức là mối quan hệ của bạn, mối quan hệ bạn bè, đối tác, hoặc là người yêu, vợ chồng, đều là những nhân vật rất là giỏi ở đây. Nhưng các bạn, quá nhiều người giỏi đây nha. Tại nữ hoàng xu nè, vua kiếm, kỵ sĩ xu, vua xu, The Magician, toàn là những nhân vật giỏi. Nhưng khi mà các bạn đối diện với những nhân vật giỏi như thế này, khéo léo xử lý,
thì các bạn sẽ vận hành cái mối quan hệ nó rất tốt. Tại vì ở đây á là toàn người giỏi không à, thành ra là không không có ai gọi là dưới ai đâu. Nó khó để vận hành những mối quan hệ như thế này, nó khó chứ không có dễ. Ví dụ như á, nói đâu bạn với vợ hoặc chồng bạn đi, hoặc là bạn với người yêu của bạn đi, mà hai người giỏi ngang cơ nhau, thì bạn thấy là mình khéo léo ứng xử, mình mới vận hành được cái mối quan hệ tốt. Tại vì ai cũng giỏi, ai cũng đều có cái khả năng độc lập, không có người nào phải lệ thuộc vào cái người nào. Cho nên thành ra là trí tuệ lắm chúng ta mới có thể là vận hành những cái mối quan hệ như thế này một cách lâu dài nha. Gia đình hạnh phúc có luôn nha mọi người. Ví dụ như các bạn đang có tổn thương trong gia đình thì mình vẫn thấy là các bạn sẽ cảm nhận được cái sự hạnh phúc trong gia đình đó. Bạn cũng sẽ đối diện với những người rất là giỏi ở đây. Ví dụ như The Magician là người tài năng xuất chúng nè. Khi Ấp So là người có tài năng lãnh đạo, rất là quyết đoán, quá lý trí. Còn quá lý trí cho nên thành ra là các bạn sẽ thấy là đôi khi các bạn sẽ trí tuệ lắm, chúng ta mới có thể là xử lý tốt những cái mối quan hệ như thế này. Cho nên mình thấy về cái công việc, tiền bạc, tình yêu luôn, tình cảm luôn, tại đây 10 ly hạnh phúc tràn đầy mà, là các bạn đều sẽ thấy những cái bước tiến, những cái bước phát triển. Công việc phát triển rất là nhanh, hoặc là các bạn cũng có nhiều những cái chuyến đi nữa. Ok. Dạ, chờ chút. Mình lấy khoảng 3 lá này nha. Beauty. Beauty là đến thời điểm mà tất cả những cái vẻ đẹp bên trong bên ngoài của bạn, vẻ đẹp con người bạn, bản chất bạn, tài năng của bạn đều sẽ tới cái giai đoạn được bộc lộ ra. Forgiveness. Friendship. Nhà đúng là mối quan hệ. Mối quan hệ của các bạn á, được ủng hộ nha, được các thiên thần chú ý. Đây là tháng á, của cái tinh thần ý chí rất là mạnh mẽ. Cho nên là bạn xử lý những vấn đề trong công việc cuộc sống, bạn cảm thấy bạn có nội lực mạnh dữ lắm để bạn xử lý. Nó y hệt như cái cô này của cầm cả cái quả địa cầu trên tay. Mình thấy có sự tha thứ bao dung ở đây nữa nha. Ok, mình xin kết thúc thông điệp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tuổi 2. Chúng ta nói về dự đoán tháng 9. Tháng 9 bạn sẽ có gì, bạn sẽ đạt được điều gì? Rồi. Ok. Tháng 9. Sun. Wow, trời, rất may mắn. Trong tháng 9, cuộc sống bạn rất là tỏa sáng nha. Hạnh phúc và bạn cảm thấy thịnh vượng, khỏe mạnh. Tháng 9, bạn cảm thấy sự hạnh phúc nè, thịnh vượng, khỏe mạnh. Đúng là năng lượng của mặt trời á. Năng lượng của mặt trời đại diện cho sự thành công, sự thịnh vượng, sự khỏe mạnh. Ok. Tấm này nhảy ra, chúng ta có someone is living your life. Một ai đó có thể là bước ra khỏi cuộc sống bạn. Rồi. Tiếp theo, target. Ở đây là các bạn sẽ có nhắm trúng cái điểm đến ha, và có thể là bạn sẽ đến được đúng cái điều mà bạn mong ước á, tức là mục tiêu của bạn á, được định hướng một cách rõ ràng. Và thậm chí là bạn có thể là đạt được luôn cái mục tiêu của bạn nha. Rất kết nối, tại đây có thành công, có thành công, có hạnh phúc. Cho nên ví dụ như bạn đặt kế hoạch mục tiêu thì trong tháng 9 có thể bạn tới được luôn cái mục tiêu của bạn. Tại vì cái mũi tên này không phải là nhắm nữa, mà cái mũi tên này nó đã ghim được vào trong đúng cái mục tiêu luôn rồi. Là có nghĩa là khả năng rất cao trong tháng 9 bạn đạt được luôn á.
Flower chọn happiness lặp lại lần thứ hai. Tháng 9 là một tháng hạnh phúc của bạn, happiness nào, happiness nào. Yeah, điều gì đó mà bạn sẽ rất là hạnh phúc. Có thể bạn hạnh phúc vì bạn đạt được cái ước nguyện ha. Tiếp theo, scale, một cái cán cân giữ cho cuộc sống của bạn cân bằng. Ok. À, ở đây có một chi tiết là một ai đó sẽ rời khỏi cuộc sống của bạn ha. Nhưng cuộc sống của bạn vẫn rất sáng nha, vẫn rất sáng, rất nở hoa, rất cân bằng á. Ái, con mắt. Psychic ability, trust your intuition. Bạn có khả năng tâm linh, hãy tin tưởng vào trực giác của bạn. Mình nghĩ cái khả năng tâm linh của các bạn nằm ở con mắt. À, trực giác, con mắt thứ ba, hoặc là bạn nhìn cực kỳ nhạy bén nha. Ví dụ thoáng một cái thì bạn sẽ nhận ra được chính xác cái bản chất vấn đề đó là gì. Nhìn người rất là chuẩn. Gọi là cái, bạn sẽ có cảm giác như cái linh cảm, linh tính của bạn á, nhanh giống như sạc điện vậy đó. Là bạn sẽ nhìn nhận cái vấn đề á, và nhìn người rất là chuẩn nha. Reconciliation, có sự quay trở lại cho một điều gì đó. Người quay trở lại hoặc vấn đề gì đó quay trở lại ha. Các bạn có broken friend nè. Rồi, có một cái vấn đề nó y hệt như là chiếc nhẫn nó bị gãy á. Thì cái này á, nó cũng có thể nó liên quan đến một ai đó rời khỏi trong cuộc sống của các bạn ha. Oh yeah, các bạn có cơ hội mới nè, hoặc là một cái sự may mắn, tài lộc á mọi người, giống như là một khoản tiền vào bất ngờ, hoặc là một cái cơ hội đến với bạn rất là bất ngờ. Ok, mình tiếp. Yeah, Ten of Swords, mình nghĩ là cái vấn đề tổn thương nào đó của các bạn nó đã diễn ra rồi, bạn đã chịu đựng nó một khoảng thời gian rồi, và bây giờ là đến cái thời kỳ kết thúc á. Ví dụ như các bạn từng tổn thương vì một người, người thân của bạn, bạn bè, đồng nghiệp hoặc người yêu, bất kể là ai nha, thì nó kết thúc á. Tức là cái người này giống gọi là bước ra khỏi cuộc sống của bạn luôn, nó kết thúc cái sự tổn thương á, chứ không có dây dưa cái sự tổn thương nữa. Hai xu. Giữ sự cân bằng cuộc sống lại nào, kỵ sĩ xu. À, các bạn hãy giữ sự cân bằng cuộc sống lại, hồi phục á, một cách từ từ chậm rãi thôi, mà lại rất hay, rất là hay. Tại kỵ sĩ xu này không cần vội, cứ đang tổn thương đúng không, cứ từ từ phục hồi, làm từng bước một, không cần vội nha. Càng chậm lại là nhanh, lại càng nhanh. Ba ly. Bảy ly. Bốn xu. Wow, Page of Cups. Tình cảm nhiều. King of Cups. Page of Pentacles. Và Page of Swords rồi. Có nhiều cặp đôi á. À thôi, mình hiểu rồi. Tại đây là ai đó rời khỏi cuộc sống của bạn. Thật ra cái người này rời rồi, đã rời rồi, nhưng mà quay trở lại. Tức là trong tình cảm nha, trong tình cảm là bạn sẽ nhận được cái tin tức của người liên quan đến tình yêu á, của người yêu bạn, mình gọi chung họ là lover nha. Thì bạn sẽ nhận được tin tức, hoặc là người đó quay trở lại với bạn luôn nha. À, họ muốn
có sự cân bằng với bạn, muốn bảo vệ lại cái tình cảm, những tình cảm hoặc là những vấn đề gì đó có liên quan tới bạn. Ok, mình thấy là các bạn có đã và đang trải qua những cái vấn đề mà khiến cho bạn bị rối loạn về cái cảm xúc nhiều. Cho nên giống như một khoảng thời gian bạn cứ đặt cái cảm xúc bạn vào các mối quan hệ, thì bạn chỉ có thể cảm nhận được cái niềm vui nhất thời thôi. Nó không phải là một niềm vui thật sự. Không phải là niềm vui thật sự. Cho nên thành ra là đôi khi bạn cứ hướng ra bên ngoài nhiều thì bạn sẽ càng hoang mang nhiều. Hoặc là cái thời điểm mà bạn sống, bạn cảm xúc quá, thì bạn thấy là cái thời điểm đó bạn dễ nhận về cái sự tổn thương á. Nhưng mà thời điểm này thì có sự làm mới lại trên phương diện tình cảm của các bạn nha, tại năng lượng nó là có cái điều mới đến, cái sự hạnh phúc đến. Thì có người muốn quay trở lại cuộc sống của các bạn, muốn bảo vệ lại một cách rõ ràng, thẳng thắn, thực tế cái mối quan hệ giữa bạn với họ, hoặc là họ muốn bảo vệ lại nhiều cái khía cạnh khác luôn mà có liên quan giữa bạn và họ. Cho nên đúng là reconciliation, có sự quay trở lại của cả con người và sự kiện á, thì đều có sự quay lại. Nhưng vẫn thấy là bạn sẽ hạnh phúc hơn giai đoạn trước nha. Để mình xem tiếp. Ok. Lấy cái này đi. Traveling lightly. Ok. Watching clouds. Finding sanctuary. Trời ơi, rất là hiểu cái vấn đề của bạn luôn rồi. Begin now. Natural pathway. Thật ra bạn chỉ cần đừng có để cho cái cảm xúc của mình nó hỗn loạn. Kiểm soát cái cảm xúc lại, đơn giản hóa vấn đề, thanh lọc. Bạn làm sao cho cái hành trình cuộc đời bạn nhẹ nhàng, cứ thư giãn nghỉ ngơi, không cần suy nghĩ nhiều. Hãy gọi là yêu thương chăm sóc bản thân, gọi là tìm hải đảo tự thân. Có nghĩa là bạn tạo ra một cái không gian mà nơi đó bạn được sống là con người thật của mình. Bạn hạnh phúc với những cái mà bạn tạo ra cho bản thân, thì tự nhiên là bạn rất là thu hút. Bạn thu hút cái sự thành công đến. Bạn thu hút mối quan hệ tốt đến nha. Rồi, bạn thu hút luôn cả những cái người cũ, sự việc cũ nó cũng quay trở lại với bạn luôn. Mà là theo cái hướng tốt. Ví dụ như là bạn từng không được quan tâm, yêu thương nhiều, thì chỉ cần là bạn tập trung vào bản thân, bạn làm cho cuộc sống của bạn nó thật là đơn giản. Ví dụ như cuộc sống vật chất đơn giản, rồi bạn có thể là tận hưởng cái cuộc sống hiện tại, bạn đi du lịch cũng được, hoặc là bạn thư giãn, bạn tiếp xúc thiên nhiên nhiều, bạn không có nặng nề, không có lệ thuộc cảm xúc, không suy nghĩ vấn đề nhiều, thì tự nhiên cái vấn đề nó sẽ diễn ra, tự động nó diễn ra, và bạn rất là thu hút. Bạn thu hút được cái sự quan tâm, sự yêu thương, sự chú ý của những cái người chân thành, hoặc là kể cả cái người cũ luôn. Cái người cũ, ví dụ trước kia không quan tâm bạn nhiều, làm tổn thương bạn, nhưng khi bạn rất là tập trung yêu thương bản thân của bạn, bạn chỉ dựa vào bản thân của bạn thôi, thì tự nhiên bạn thu hút, tức là cái người đó người ta muốn quay trở lại với bạn, muốn bảo vệ lại cái tình cảm giữa bạn và họ. Và tất nhiên là cái thông điệp trong tháng 9 này là ví dụ như cái người cũ quay trở lại. Còn cái việc mà bạn đón nhận hay không, hay là bạn bước đi tiếp với cuộc đời của mình, thì mình nghĩ rằng là bạn sẽ có câu trả lời cho bản thân á. Tức là bạn sẽ quyết định cái điều đó. Ok.
Mình xin kết thúc thông điệp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn tụ ba. Tháng 9, bạn sẽ có gì, bạn sẽ đạt được điều gì? Ok. Trời ơi, một trái tim đỏ rực luôn. Tình yêu, sự yêu thương nhau một cách sâu sắc và sự quan tâm chăm sóc nhau. Wow, đúng là mỗi tụ là một vẻ khác nhau ha. Nãy giờ mình thấy tụ 1, tụ 2, tụ 3 các bạn rất là năng lượng cực kỳ rõ ràng khác biệt á. Fox, Trailness, sự thông minh, sắc bén nè, sự tinh tế nè. Trời, sự cực kỳ khôn ngoan trong công việc của các bạn nha, trong công việc, trong cuộc sống. Rồi, ok. Peace, wow, sự hài hòa, sự cân bằng, sự yên bình, bình yên nha. Tuyệt vời. Yeah, trời chuẩn bị mưa. Mình sẽ ráng hơi lớn. Các bạn ráng nghe ha. Ở đây chúng ta có các bạn có người bạn chân thành, bạn sẽ rất được cái người này bảo vệ luôn. Sự bảo vệ đến từ một cái người bạn rất là chân thành với bạn nha. Trời ơi, tức quá à. Mối quan hệ nè. Chính xác ha. Trời ơi, các bạn rồi. Một người bạn ở xa, nhưng cái người này lại rất là nghĩ về bạn luôn. Rồi, mối quan hệ lên ngôi trong tháng 9. Tuyệt vời, mà toàn là năng lượng của sự chân thành và được bảo vệ á. Phóc nè, phóc này có thể là năng lượng của bạn hoặc là năng lượng của cái người yêu thương bạn ha. Đây có thể là tình bạn, đây có thể là tình yêu nha. Mà nghiêng về vừa tình bạn vừa tình yêu á, thì cũng có thể nhiều. Các bạn ở đây mối quan hệ của các bạn yêu nhau, giống gọi là trong trái tim là yêu nhau rồi, nhưng bên ngoài còn là bạn bè. Tại vì ở đây tình yêu rõ ràng nè. Rồi đây là giống như gọi là tình bạn, thì có nghĩa là các bạn đang ở giữa tình bạn với tình yêu. Bên trong là yêu nhau rồi á, mà bên ngoài thì vẫn là gọi là quan tâm chăm sóc, là bạn thân, kiểu giống vậy nha. Và ở đây có mối quan hệ của cái này nữa nè. Distant friend, một người bạn ở xa nhưng rất nghĩ về bạn, thinking of you nè. Người này có thể rất là thông minh, sắc bén, giỏi trong kinh doanh, hoặc phát này cũng có thể mô tả bạn. Bạn chính là cái người thông minh, sắc bén, nhanh nhạy, khôn ngoan trong kinh doanh. Trong công việc nói chung á, assignment nha. Assignment là đang nói về một cái sự phấn khích. Freak, worry, often noting. Giống như là bạn có hơi bị căng thẳng, hơi bị excited nè, kiểu như là hơi bị kích thích, hơi bị căng thẳng, hơi kích động, hơi lo lắng, nhưng mà nó không có chuyện gì hết. Có nghĩa là cái này nó đang biểu hiện là bạn có một phần cái sự hỗn loạn, hơi có sự lo lắng, lo âu ở đây ha. Nữ hoàng Su. Bảy gậy. Bảy kiếm. Nữ hoàng Su, bảy gậy, bảy kiếm, mười kiếm. Trời, mình thấy các bạn suy nghĩ quá trời nhiều quá, tại kiếm toàn đâm thẳng đầu không à. Nữ hoàng gậy. Bạn á, bạn hơi có bệnh về tinh thần, tâm lý nha. Chẳng hạn như bạn hơi đa nghi. Bạn lúc nào cũng ở trạng thái bạn đa nghi, bạn lo lắng, bạn stress, và bạn ở vị thế của phòng vệ, phòng bị rất là nhiều. Vì sao như vậy? Thì có thể là do bạn từng trải qua cái giai đoạn bạn tổn thương á. Bạn tổn thương vì bạn rất là
quan tâm, bảo vệ, yêu thương, chăm sóc cho những người bạn yêu thương. Có nghĩa là bạn học rất nhiều cái bài học về tình yêu thương á, do bạn trao đi cái sự yêu thương lòng trắc ẩn, và bạn đổi lại là bị học những cái bài học rất là nặng nề. Cho nên thành ra cái tổn thương này nó chưa có nguôi ngoai. Nó không nguôi ngoai là tại vì sao? Bởi vì bạn rất là đồng cảm. Chính vì bạn đồng cảm với người ta, thành ra bạn lại nhận về cái ngược lại. Tức là do bạn yêu thương nhiều á, là một người yêu thương có sự đồng cảm á, nhưng lại gặp cái người không có trân trọng sự đồng cảm của bạn. Mình đang nói về giai đoạn trước nha. Cho nên thành ra là bạn tổn thương vì bạn là người quá yêu thương, chăm sóc, bảo vệ người khác. Nhưng mà sau cùng thì bạn cũng là cái người biết tự tin hơn, biết đứng lên vì bản thân, mạnh mẽ, chủ động lên hơn. Nhưng bù lại là bạn sẽ từ đây về sau thì bạn gặp những cái mối quan hệ rất là chân thành, bạn được yêu thương, bạn có những cái kết nối rất là sâu sắc. Và cái kết nối của bạn á, với những người rất là quan tâm, yêu thương và luôn nghĩ về bạn. Trong đây có một người ở khoảng cách xa nghĩ về bạn, thì bạn sẽ nhận được cái sự yêu thương và sự quan tâm chăm sóc. The world cũng là biểu hiện của liên quan thế giới nè. Bạn có những mối quan hệ trên thế giới, ở khoảng cách xa nhau, có thể xa nhau khác quốc gia. Và bạn cũng có thể là sẽ có liên quan đến cái việc là đi học hoặc đi làm ở nước ngoài, hoặc là bạn làm việc ở những công ty nước ngoài thì nó cũng là lên the world luôn nha. Son of Wands, Father of Cups. Trời ơi, tin vui nha. Tin vui là gặp người yêu thương chân thành á, strength. Gặp người yêu thương chân thành mà người này muốn thể hiện tình cảm rồi, muốn tỏ tình, muốn tặng quà rồi. Người này rất là mạnh mẽ. Tính cách á, vừa là vua nước mà kết hợp với strength á, thì cái người này rất là yêu thương chân thành dành cho bạn. Người này sâu sắc, ấm áp, cực kỳ tâm lý. Nhưng lại là người rất là mạnh mẽ phía bên ngoài. Tới bộ này. Sort and rust. Bạn có cái thời kỳ là quá trời, cũng có cái khoảng thời kỳ thử thách á, rất là tuổi thân, đau buồn ha. Ok, come together. Khả năng rất là cao trong tháng 9 có sự sum họp đoàn tụ với cái người yêu thương bạn nha. Spirit of Flames. Một mình. Message stream. Tháng 9, tháng của niềm vui. Ok, được chữa lành. Cảm thấy nền tảng vững chắc. Cảm thấy rất là tiếp đất. Được chữa lành bởi vì nhận được tình yêu thương nè. Và tháng 9 là tháng của niềm vui. Là bạn thấy cái năng lượng của bạn đang diễn tiến. Trước kia hả cứ yêu thương là bị tổn thương, còn bây giờ hả cứ bạn yêu thương thì bạn sẽ được nhận lại sự yêu thương và hạnh phúc. Ok, nhìn thêm một ít nữa đi. Yeah, accept love. Wow, bạn trao đi tình yêu thương và bạn nhận về tình yêu thương nha. Yêu và được yêu á. Cho nên là chính xác là wow, message water nữa nè. Water message có nghĩa là tháng 9, tháng của tình yêu thương sâu sắc và có sự quan tâm chăm sóc nhau. Round center. Bạn khi buồn cũng khóc, mà khi vui cũng khóc. Giống như là bạn cũng hay xúc động nè. Hạnh phúc quá cũng khóc, buồn cũng khóc. Rồi một cái thông điệp nhắn gửi cho bạn, bạn hãy tiếp đất càng nhiều càng tốt cho bạn. Ví dụ như là hoạt động làm vườn là một hình thức tiếp đất tuyệt vời. Đi bộ nè, hoặc là chơi những bộ môn thể thao bên ngoài trời thì sẽ cực kỳ tốt cho bạn về nhiều thứ nha. Ok, mình xin kết thúc thông điệp. Cảm ơn các bạn rất nhiều.